À, đây rồi, em thấy rồi. Ui. Gì đây? Đưa chào anh em nhá. Thì hôm nay mình lại đi quay kết cho anh em xem. Nhưng mà bây giờ phải đi đón đón anh Hải. Hải ngáo. À, anh Hải anh đi vắng rồi. Anh Hải gọi không nghe rồi. Đi, các bạn. Đi đang xem cái này nào. Cái gì vậy? Tỷ lệ cược à, cái gì vậy? 99 đang thử cái này cho H88. Đây là cho mới à? Cho mới. Đây này, đặt cược này. Đánh nhiều lô này, đánh lô này. Đánh lô qua mạng luôn, cứ đỡ phải ra ngoài kia cho nó mệt. Tài xỉu đấy á. Tài xỉu các kiểu có hết mà. Đây thầy, Hà Nội có chi nhánh Hà Nội này. Có Thái Bình, Bắc Ninh này, nói chung đầy đủ này, casino này. Quay hũ các kiểu nha. Nói chung là đầy đủ. Đấy. Game trực tuyến sảnh. Quay hũ này. Cho mình còn đá gà các kiểu anh em nhá. Đấy. Nào. Trò chơi nhiều. Nhiều trò chơi nhỉ. Cái thể chính nào là sổ số này. Thể thao này. Cược bóng đá. Nói chung là đầy đủ. Đấy anh em nào chơi thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả và phần comment cho anh em chơi. Đây nó còn là gì nhỉ? Có cả tài khoản ngân hàng anh em rút nhanh luôn chứ không phải là phải đợi. Anh em chỉ cần ấn vào đổi tiền cái là nó banh luôn mà thẳng vào tài khoản. Chứ không cần phải đợi như các game khác là phải đợi một lúc thì tiền mới về tài khoản được. Đấy là game rất là hay. Nhưng mà giờ thôi gì đi đấy thôi, bây giờ đã anh Hải ra. Thế thì xong rồi anh Hải đâu? Anh Hải đâu? Đâu rồi? Hải ơi! Hải! Hải ơi! Thế anh Hải không mở rồi. Anh Hải đi vắng rồi nha anh Hải, đây là biệt phủ anh Hải. Bởi anh Hải là sếp. Em đợi mình tí thì mình gọi anh Hải xong mình quay em xem nhá. Hải ơi. Anh đây rồi. Anh Hải rồi. Ui. Gì đây? Anh vừa trồng chuối cho bố mẹ mà. Ôi trời ơi, mà gọi mãi không thấy. Ra ra đi quay cái. Trồng gì đây? Anh trồng chuối. Đây này, trồng chuối này. Anh Hải trồng chuối nhà to rồi vẫn trồng chuối á? Nhà to này trồng chuối làm gì? Ăn chuối. Trồng chuối đi. Hả? Đi quay. Đây đợi anh tí nhá. Cất đi. Ui giải ôi. Ui giải ông làm gì? Gọi bác không nghe mà ông trồng chuối. Biệt phủ to đâu vẫn là trồng chuối à? Đói Hải rồi mọi người ạ. Đợi lâu quá. Hôm nay là không biết quay cái gì. Thì thôi hôm nay là cứ quay cho anh em coi là anh em mình có gọi là thường thường thì tầm này là anh em mình không quay clip nữa. Là anh em mình đi đi giải stress sau những ngày gọi là mệt mỏi. Mất buổi chiều bây giờ là mấy giờ rồi? Gần 5 giờ rồi 16:59 rồi thì anh em mình sẽ đi trên nhát thường thì là như thế, hôm nào cũng thế, cứ lặp đi lặp lại chờ liên tục như thế. Anh em xem nhớ like và đăng ký kênh của bố nha. Nếu anh em có ý tưởng hay thì nhớ comment ở dưới. Chào anh em nha. Là mình mới ngại còn là lạ. Thế mà không nghĩ được cái gì nữa rồi. Đấy, đến bây giờ phải nên chơi lét còn phải quay cho anh em xem mình là phải hiểu rồi. Thì đây, quay. Hai bộ câu mình qua. Ôi anh em đợi tí nhá để quay mình quay tiếp cho anh em xem. Rồi, đến rồi. Đồng quá. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick
đi từ Long Đán 7 rồi. Chơi thế là đủ rồi. Anh Hải. Có gì đâu. Anh Hải. Anh Hải có gì nói không Hải? Anh nghe nhận. Anh Hải. Có gì nói. Đã tình hình là đã hết mình rồi đi rồi. Và Hảo em đâu rồi? Xin một quần áo có vẻ Hảo không? Hơi vải thôi. Chào anh em nhé. Hey. Vải rồi. Chào tất cả anh em nhé. Chào anh em các thứ sau. Chào tất cả anh em nhé. Bình vẻ lắm rồi. Bạn lắm rồi. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. With